Chào mọi người, chúng ta lại quay lại trong bài học tiếp theo. Ở trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xem báo cáo chuyên sâu, chi tiết và đo lường thông qua việc đọc hiểu báo cáo đó. Trong bài học trước, chúng ta đã biết cách để xem được báo cáo tổng quan trên các tài khoản rồi. Ở bài học này thì dựa vào những cái số liệu mà xem được trên báo cáo tổng quan đấy, chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận định và đánh giá xem hiệu quả các chiến dịch mình triển khai như thế nào đó. Nhưng mà đầu tiên thì việc các bạn cần làm khi mà xem một cái báo cáo, việc này sẽ đến từ trước khi các bạn bắt đầu chạy ở trong chương trình dành cho các bạn ở level beginner, newbie thì mình đã nói rồi đúng không, là các bạn cần có cái sự quản lý chiến dịch sao cho nó khoa học. Đấy. Ví dụ như bạn phải ký hiệu tên quảng cáo, tên nhóm quảng cáo và tên chiến dịch sao cho khi bạn tracking và analytics bạn phải biết rõ rằng là chiến dịch đấy mình chạy sản phẩm gì, mục tiêu chiến dịch là gì, đúng không? Vì giả sử bây giờ bạn bán rất nhiều sản phẩm, có sản phẩm phân khúc 200.000, có sản phẩm khúc 500.000, có sản phẩm thì thậm chí đắt hơn. Đấy, nếu như mà chúng ta không có cái sự phân chia sản phẩm theo phân khúc giá thì lúc mình xem báo cáo nó cũng sẽ không có giá trị là mấy. Đấy. Vì vậy hãy chắc chắn rằng là nếu trong điều kiện tốt nhất một tài khoản các bạn chỉ nên tập trung chạy cho một dòng phân khúc sản phẩm thôi. Như vậy thì việc xem báo cáo của các bạn sau này nó sẽ rất là hiệu quả và nó khoa học hơn. Đó. Chứ còn bạn vừa bán thời trang lại bạn lại vừa bán cả bảo hiểm lẫn đất đai nhà cửa ấy, khá là rối rắm và nó khá là nhằn. Nếu như mà cái báo cáo của chúng ta nó không là cho cùng một phân khúc sản phẩm. Đó. Vậy đầu tiên trong phần xem báo cáo chi tiết này, việc đầu tiên các bạn cần làm đấy là sử dụng tính năng bộ lọc. Đấy. Vì trong tài khoản này mình chạy rất nhiều loại mục tiêu chiến dịch, cho nên đầu tiên mình sẽ xem bộ lọc theo mục tiêu. Ở đây mình sẽ chọn mục tiêu là tin nhắn. Đó. Để tracking toàn bộ những chiến dịch có mục tiêu là nhắn tin. Đấy. Khi đó chúng ta sẽ xem được tổng số chiến dịch mình đã chạy với mục tiêu nhắn tin, ở trong này là 600 chiến dịch. Tổng số người tiếp cận được thông qua tin nhắn là 2 triệu người, tần suất là 8,68, số lượng hiển thị là 17 triệu, CTR trung bình là 4,11%, chi phí tiếp cận 1.000 người là 275.000, CPM là 31.000, CTR duy nhất là 14,48. Đấy, đây là những cái chỉ số rất là quan trọng, là cơ sở để cho các bạn căn cứ vào đó để lấy dữ liệu và phân tích. Đây vẫn là báo cáo tổng quan nha. Rồi còn bây giờ nếu mà xem riêng trong câu chuyện về nhắn tin đi, tin nhắn đi, thì chúng ta sẽ cần xem những yếu tố nào. Chúng ta sẽ vào đây điều chỉnh lại cột. Đấy. Khác với việc xem báo cáo tổng quan, khi mà đã xem báo cáo chi tiết, các bạn sẽ cần xem CPA, tức là chi phí trên mỗi kết quả. Đó. Cụ thể ở đây bạn sẽ xem quan hệ kết nối mới qua tin nhắn và chi phí trên mỗi quan hệ kết nối qua tin nhắn. Đấy. Và đây mình sẽ xem là gì, mình sẽ đặt tên báo cáo là báo cáo chỉ dành riêng cho tin nhắn mà thôi. Đó. Và các bạn sẽ xem đầu tiên luôn luôn là CPM. Đấy. Đúng không? Chạy quảng cáo hiển thị thì CPM là yếu tố cần quan tâm hàng đầu. Đi song song với đó, đấy là chi phí tiếp cận 1.000 người. Từ CPM và chi phí tiếp cận 1.000 người, các bạn có thể tìm ra được tần suất. Chỉ cần lấy thằng ở dưới chia thằng ở trên thôi. Đó. Đấy, số lượng hiển thị sẽ đi liền với CPM. Chi phí tiếp cận 1.000 người thì sẽ đi liền với cả số người tiếp cận được. Và hai cái này chia nhau thì là tần suất.
tiếp theo để xem CTR tất cả và CTR duy nhất. Bên cạnh đó sẽ cần một chỉ số nữa cần quan tâm, đó là gì? CPC. Đấy. Bạn sẽ xem thêm trung bình một click để mà người ta bấm vào quảng cáo của bạn, quảng cáo tin nhắn đó, các bạn sẽ mất bao nhiêu. Click này sẽ không phải là click và bấm vào nút CTA Conversion là nút nhắn tin, mà có thể chỉ đơn giản là click để mà bấm vào quảng cáo của bạn để xem nội dung quảng cáo mà thôi. Đó. Rồi, xong. Như vậy chúng ta hiểu rằng là gì? Với mỗi một mục tiêu chiến dịch, mình sẽ xem một dạng báo cáo riêng cho mục tiêu đó. Ở đây là nhắn tin. Thì chúng ta sẽ xem những chỉ số trong bảng này. Còn đương nhiên với được xem video hay là tương tác hay chuyển đổi thì chúng ta sẽ thay cái quan hệ kết nối mới qua tin nhắn hay là chi phí trên mỗi kết quả này bằng là gì? Chi phí trên mỗi chuyển đổi và chi phí trên mỗi lượt đặt mua hàng, đúng không? Đó. Và cụ thể hơn thì chúng ta sẽ xem trong cấp độ nhóm đi. Bộ lọc thì chúng ta sẽ chỉ xem những chiến dịch đang hoạt động, à những nhóm đang hoạt động thôi. Đấy. Như vậy về tracking của chúng ta nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Các dữ liệu và dữ liệu đang theo thời gian thực. Đó. Đấy. Vậy là bạn đã có một cái báo cáo chuyên sâu cho mục tiêu tin nhắn rồi. Bây giờ muốn xử lý những hay là tối ưu thì chúng ta sẽ dựa vào đâu đây? Thứ nhất chúng ta để xem trong này. Mình sẽ lấy CTR duy nhất ta là một yếu tố để chúng ta tối ưu. Chúng ta thấy trung bình CTR là 6%. Như vậy những cái chiến dịch mà có CTR quá thấp so với 6, ví dụ như có thể nó là rơi về đến 3, tức là chỉ được 50% CTR trung bình, thì đó là những chiến dịch mà mình có thể đánh giá rằng là nó chưa được tốt cho lắm. Tất nhiên CTR không phải là yếu tố cuối cùng để quyết định, nó chỉ là một trong những dữ liệu thô ban đầu để chúng ta đưa ra làm kết luận thôi, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cuối cùng vẫn là lợi nhuận. Nếu mà CTR thấp nhưng mà cái lợi nhuận nó vẫn đáp ứng được thì chúng ta không được gì phải bỏ cả. Ở đây chúng ta cùng nhau xét hai trường hợp này. Một nhóm thì đang biết 45k và một nhóm thì đang biết là 25k. Còn một nhóm thì biết 57k. Đấy. Mình sẽ cùng nhau xét ba trường hợp này. Ở đây chúng ta thấy là gì? Tuy cả ba nhóm này đều có CTR sấp xỉ nhau 3,36% và 3,26% và 3,28%, tức là ba nhóm này có mức CTR duy nhất, unit CTR là sấp xỉ nhau, nhưng kết quả ba nhóm này là khác nhau. Chúng ta thấy rõ rệt là gì? Một nhóm thì chi phí cho mỗi kết quả lên đến 32.000, còn một nhóm là chỉ có 18.000 thôi. Đấy. Mặc dù hai nhóm có mức CTR xem xe như nhau nhưng mà kết quả của một bên thì đắt gần như gấp đôi, một bên thì ở giữa. Như vậy để mà tối ưu ấy thì hoàn toàn chúng ta có thể suy xét đến cái việc là gì, tắt cái nhóm này đi, vì thực sự nó đang có cái chỉ số là khá là xấu so với hai nhóm còn lại mặc dù cùng mức CTR. Đấy chính là cơ sở đầu tiên nếu như các bạn muốn tối ưu quảng cáo. Anyway, tất cả những việc này nó chỉ có ý nghĩa trong trường hợp là mức lợi nhuận của các bạn nó vẫn đang là xem như nhau, đúng không? Đấy. Còn nếu như mà lợi nhuận nó không tương đồng, nó không tương đồng với cả ba nhóm này, mức lợi nhuận nó không tương đồng, ví dụ có thể cái nhóm này đi giá tin nhắn rất là đắt nhưng mà nó bán sản phẩm lãi lại cao hơn hẳn những sai sản phẩm còn lại cơ, thì các bạn cũng không thể lấy đó là cái cơ sở để mà tối ưu được, đúng không? Nên mình nhấn mạnh lại lần nữa, đấy là gì? Lúc mình tracking, mình phải tracking trên hệ thống những chiến dịch mà đang chạy sản phẩm cùng phân khúc giá. Đấy, rõ ràng sản phẩm mình bán chỉ khoảng 300.000 thôi thì chi phí trên một tin nhắn nó vào 18-30.000 là con số mình có thể vẫn còn nghiến răng chịu được, nhưng lên lớn hơn 30.000 là bắt đầu mình phải xem xét rồi, đúng không?
Đấy, đấy là một cái tiêu chí đầu tiên. Bên cạnh đó, không chỉ xem thử số liệu trong thời gian thực, các bạn cần phải xem xu hướng nữa. Đấy, để chắc chắn hơn trong việc ra quyết định, các bạn cần phải xem xu hướng. Xem xu hướng thì các bạn sẽ xem như thế nào? Các bạn sẽ vào phần thời gian và các bạn xem. Có một tiêu chí nữa chúng ta cần nhớ lại với nhau, đấy là gì? Mình cần phải xem những nhóm quảng cáo mà đã có số lượng hiển thị tương đối là, những cái chiến dịch mà đã có số lượng hiển thị tương đối là nhiều, ít nhất cũng phải trên 8.000 lượt hiển thị, thì việc checking nó mới có giá trị, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ lấy một cái tiêu chí ở trên bộ lọc số liệu chiến dịch. Đấy, số lượng hiển thị sẽ yêu cầu lớn hơn là 8.000 lần. Đấy, mình lọc thêm một lần nữa. Đấy, như vậy là tất cả những nhóm quảng cáo ở đây đều đã nằm trong các chiến dịch hiển thị trên 8.000 lần rồi. Rồi mình sẽ ra mình tracking ở ngoài này. Giờ mình sẽ so sánh cùng kỳ nha. Mình sẽ so sánh cùng kỳ 2 ngày 1. Đấy. Tất nhiên các bạn để so sánh 1 tuần 1. Nhưng mà những chiến dịch sản phẩm ở đây thì chạy ngắn ngày thì trong 1 tuần là chạy là đẩy hết mã hàng, một mã hàng. Nên mình sẽ so sánh 2 ngày 1 để các bạn thấy cái số liệu. Còn trong thực tế những sản phẩm ra bán thời gian lâu hơn sẽ phải so sánh 1 tuần 1. Ở đây mình thấy có những chiến dịch mà chi phí trên mỗi kết quả đang có chiều hướng là tăng lên, thậm chí tăng rất là cao. Đấy là những cái chiến dịch mà mình cần phải theo dõi. Nếu như xu hướng tăng vẫn tiếp tục duy trì, mình cần phải tắt đi ngay, vì nếu không sẽ rất là lãng phí tiền của. Ở đây mình thấy này, trong 2 ngày 26-27 chi phí trên mỗi lần trò chuyện là đã 32.000, nhưng mà đến 28-29 chi phí đã đẩy vọt lên 54.000 rồi, tức là cái lượng biên độ tăng rất là lớn. Và nếu mà cứ chạy thế này chắc chắn là chiến dịch này sẽ lỗ, bởi vì sản phẩm của mình trung bình một sản phẩm mình bán được chỉ lãi khoảng 100.000 thôi, sau khi lấy giá gốc, giá nhập, giá bán trừ giá nhập, mình còn chi phí trang trải cho nhân sự rồi các chi phí chìm nữa, mà chi phí quảng cáo đến những 50.000 thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào có khả năng có lãi rồi, đúng không? Đấy những cái chiến dịch mà nó tăng mạnh như thế này trên 25% ở mức độ tăng về cost thì đấy sẽ những chiến dịch các bạn cần phải theo dõi, lưu ý đến nó. Rồi sau đó các bạn sẽ phải xem xét nếu tình hình không khả quan lên tắt đi. Ngược lại sẽ có những chiến dịch càng chạy càng rẻ như chiến dịch này chẳng hạn. Đấy, chi phí trong 2 ngày 27 là 42.000, nhưng mà trong 2 ngày trở lại đây là 22.000, tức là giảm đến hơn 40% rồi. Hai chiến dịch này cũng như vậy, từ 30.000 giảm về 17.000, giảm đến gần một nửa. Đấy, thì khi chúng ta tracking, đo lường, chúng ta sẽ ưu tiên là gì? Ưu tiên ngưng lại những chiến dịch có chiều hướng xấu và giữ lại những chiến dịch có chiều hướng tốt. Nếu như chúng ta chưa đủ dữ liệu để mà đưa ra quyết định có nên tắt hay không, thì chúng ta sẽ nhìn vào xu hướng. Đấy. Bên cạnh chi phí, thì chúng ta sẽ xem những thứ như là CTR, đúng không? Đấy. Giả sử nếu như mà CTR của chúng ta có chiều hướng tăng lên, thì việc giá quảng cáo có đắt lên cũng không phải vấn đề lớn lắm, vì càng ngày khách hàng càng quan tâm nhiều hơn. Nhưng nếu mà CTR của chúng ta giảm, tức là sự quan tâm khách hàng giảm đi nhưng giá lại tăng lên nữa, thì tức là đấy là những chiến dịch mà cần ưu tiên tắt bộ. Đó. Còn đương nhiên là gì? Lý tưởng nhất là giá thì giảm nhưng mà CTR thì tăng, tức là chi phí tạo ra một kết quả thì giảm đi nhưng mà số người quan tâm, khách hàng tiềm năng thực sự tìm quan tiếp cận được lại đang tăng lên, đúng không? Còn sẽ có những trường hợp sẽ khó đánh giá, ví dụ là cả CTR đều tăng và chi phí cũng đều tăng. Đấy. Nhưng nếu chi phí mà tăng quá là một cách không khả quan, nếu chi phí của chúng ta tăng quá là mạnh so với CTR mà nhìn chỉ số nó không được đẹp cho lắm, thì các bạn nên nghiêm túc xem xét cái việc tắt nó đi. Tất nhiên ở đây mình so sánh chỉ 2 ngày thôi, nên là cái quá trình tối ưu là vẫn chưa được ổn định. Nếu chuẩn hơn thì chúng ta sẽ phải so sánh 1 tuần 1 với nhau, hoặc 5 ngày 1, 3 ngày 1. Đấy. Nhưng mà về sơ bộ, hy vọng là các bạn đã nắm được cái tư duy về tracking, đo lường, từ đó đưa ra các quyết định. Hãy nhớ rằng, hãy hiểu một điều rằng là tất cả những dữ liệu mà Facebook mang lại cho chúng ta đây là dữ liệu dạng thô. Và từ cái dữ liệu thô này, các bạn phải
đọc được tình hình, nhìn ra được insight của chiến dịch chúng ta đang chạy cũng như của chính khách hàng. Từ đó chúng ta sẽ có phương án là tắt cái gì và giữ cái gì. Đấy. Tuy nhiên, anyway, thì mình nhấn mạnh là tất cả những số liệu này nó sẽ không có giá trị và có ý nghĩa bằng tình hình kinh doanh thực tế. Nếu như các bạn chạy kể cả số liệu có tồi mới hay tồi nhưng mà các bạn vẫn đang lãi thì các bạn cũng không việc gì phải vội vàng, đúng không? Nhưng nếu mà chỉ số đẹp nhưng mà lỗ sấp mặt ra ấy, thì thực ra chỉ số cũng chỉ để ngắm thôi. Lúc đó thì chúng ta sẽ phải làm việc, làm nhiều thứ hơn là cái việc chỉ nhờ cái báo quảng cáo này. Sẽ phải tối ưu rất nhiều thứ ở ngoài câu chuyện của Facebook nữa. Nhưng mà qua bài học này thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách để xem một cái báo cáo chuyên sâu dựa vào việc theo dõi xu hướng, từ đấy dự đoán các kết quả và đưa những cái hành động trước khi mà chúng ta kịp để xảy ra thất thoát. Các bạn xem báo cáo quảng cáo nhiều rồi, đọc hiểu báo cáo quảng cáo một cách trơn tru rồi thì về sau này cái quá trình các bạn tối ưu quảng cáo nó sẽ rất là nhàn và nó sẽ rất là tự tin, chứ không phải là làm theo cảm tính hay bản năng. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.